Xin chào quý vị, tôi là Lương Nghi Phạm Ngọc, tôi đến từ thành phố Ninh Bình. Gia đình nhà tôi có truyền thống làm nghề đông y từ nhiều đời nay. Tôi là người kế tục sự nghiệp gia đình nên công việc chính của tôi là khám chữa bệnh cho mọi người bằng y học cổ truyền. Và sau đây chúng ta cùng chào đón nhà sáng chế Phạm Ngọc. Đây rồi anh. Xin chào anh. Tôi biết anh lại còn làm thêm cả ngành y nữa đúng không ạ? Dạ vâng, công việc chính của tôi là khám chữa bệnh. Gia đình nhà tôi có nghề đông y truyền thống rất là lâu đời. Vâng. Từ xa xưa, người Việt đã biết tận dụng những cỏ cây hoa lá quanh nhà để chữa bệnh. Trong chương trình hôm nay, Lương Y Phạm Ngọc sẽ giới thiệu đến các cụ và quý khán giả một số phương thuốc nam chữa các bệnh cảm. Xin chào quý vị và các bạn. Trước tiên xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm website của tôi. Tôi xin giới thiệu mọi người, tôi là Lương Y Phạm Ngọc, là chủ nhiệm phòng kiểm trị học cổ truyền, có địa chỉ tại phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Vừa rồi các bạn vừa xem một số hình ảnh của tôi trên truyền hình. Như các bạn đã biết, Ninh Bình, quê hương tôi là một vùng núi đá vôi, một địa danh được tôn vinh là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Có lẽ chính vì thế mà tôi có sở thích là được một mình leo núi, được lang thang nơi hoang dã và được trò chuyện với cỏ cây hoa lá, được ngắm nhìn những chú ong đi lấy mật. Tôi được Sở Y tế Ninh Bình cấp giấy phép hành nghề từ năm 1998. Giấy phép của tôi là khám chữa bệnh đa khoa bằng y học cổ truyền. Tuy nhiên, trên thực tế, lâu nay tôi chỉ chuyên tâm điều trị một số bệnh nhất định như bệnh dạ dày, bệnh đại tràng và một số bệnh về xương khớp thần kinh. Bệnh sức khỏe sinh sản nam nữ, một số loại thuốc bổ dưỡng dành cho người già. Thực ra thì đây là những chuyên khoa mà tôi cảm thấy mình có thể làm giỏi và chịu nhiệm với hiệu quả tác dụng của thuốc. Những bài thuốc để điều trị những bệnh này của tôi đã được cơ quan y tế cấp phép sản xuất và lưu hành. Tuy nhiên, xin lưu ý là những thuốc này do tôi sản xuất chỉ do tôi phân phối và chỉ định trực tiếp. Phân phối và chỉ định sử dụng trực tiếp. Hiện nay, chúng tôi không phân phối thuốc qua bất kỳ một kênh đại lý nào. Những thuốc này đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận thương hiệu độc quyền và được Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp mã số mã vạch. Những bệnh nhân ở xa không đến phòng khám được thì trước khi nhận thuốc của tôi bao giờ cũng được thăm khám, được hỏi kỹ về bệnh lý của mình. Và nếu cần thiết thì các bạn phải cung cấp cho tôi một số những cái xét nghiệm cận lâm sàng, một số cái kết quả xét nghiệm cận lâm sàng để tôi đối chiếu và kê đơn thuốc chính xác. Đặc biệt với bệnh nhân xương khớp thì các bạn có thể nhận thêm một loại thuốc nữa, đấy là cao giá xương khớp. Đây là một loại thuốc dùng ngoài, nó có khả năng thẩm thấu qua da nhưng có khả năng kháng viêm như thuốc uống vậy. Mà vì là thuốc dùng ngoài nên nó không làm tổn thương dạ dày và gan thận của các bạn. Còn đối với bệnh nhân đến trực tiếp phòng khám thì các bạn được thăm khám trực tiếp và được điều trị bằng những phương pháp không dùng thuốc như cấy chỉ, châm cứu, kéo giãn cột sống. Đôi khi các bạn không cần phải uống thuốc mà hiệu quả vẫn rất tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ghé thăm website của tôi. Thay cho lời kết của video này, mời mọi người xem một đoạn phóng sự hành trình khám phá thung thuốc của đài truyền hình về Ninh Bình. Anh Ngọc ơi, vậy với cái thời gian mà gắn bó với nghề nhiều như thế thì cái cảm nhận của anh như thế nào anh? Mỗi lần chữa một bệnh hiểm nghèo, anh rất là thích. Vậy hình như anh chỉ thích những bệnh khó thôi. Và thế là chữa bệnh khó, mỗi lần khỏi bệnh khó anh thích lắm. Bệnh nhân vui. Người nhà bệnh nhân vui bởi vì họ đã khỏi bệnh. Bệnh nhân vui là đem lại sức khỏe. Còn anh vui là đã làm được việc giúp đỡ ích cho đời. Anh Ngọc ơi, vậy thì anh có thể cho em biết được một cái trường hợp nào mà anh đã từng gọi là mất nhiều công suy nghĩ, nhiều công sức để mình tìm ra cái phương pháp mà chữa bệnh cho người ta không ạ? Có. Cả đấy rất là khó và anh vẫn mất nhiều thời gian. Bệnh nhân đó chính là anh. Em biết không, khi hai vợ chồng anh lấy nhau 3 năm, chưa có con, rất vất vả. Vợ anh đã nghĩ chuyện
nuôi con nuôi hoặc là nhiều cái chuyện khác nữa. Thế nhưng mà anh bảo là nếu như ta không đi được, nếu chưa đi mà sợ chân gãy khác là gãy chân rồi. Và anh quyết định bẻ đầu tự khâu. Sau hơn một năm điều trị, vợ chồng anh đã có thằng cú tí như này đây này. Dạ vâng. Vâng thưa anh, câu chuyện thật là thú vị. Cháu có thấy không, qua câu chuyện vừa rồi của bố cháu thì cháu có thấy là bố cháu là một người đã là rất là nỗ lực, cố gắng và trau dồi thêm rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm để tiếp nối cái nghề làm thầy thuốc, chữa bệnh, cứu người. Và chú cũng chúc cháu là sẽ luôn luôn là học hỏi bố mình để trau dồi thêm nhiều kiến thức để sau này sẽ thành một người thầy thuốc giỏi nhé. Vâng, cháu cũng sẽ cố gắng học hành giỏi để mai sau kế nghiệp của cháu. Ừ. Và em cũng chúc anh sẽ luôn tìm được nhiều phương thuốc mới, phương thuốc hay để chữa được nhiều bệnh nhân ạ. Chúc em mạnh khỏe, chúc em đi rừng không bị mũi đốt nữa nhé. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ của Lương Nghi Phạm Ngọc trên chương trình Hành Trình Khám Phá ngày hôm nay, hy vọng đã giúp quý vị khán giả thêm hiểu biết và trân trọng những cây thuốc ở xung quanh ta. Còn đối với tôi, cuộc hành trình khám phá ngày hôm nay đã giúp tôi thêm yêu và tự hào hơn về quê hương Ninh Bình, nơi còn rất nhiều giá trị và tiềm năng mà chúng ta chưa khám phá và tìm hiểu hết. Hy vọng những điều thú vị ấy sẽ được tìm hiểu tiếp tục ở trong những chuyến hành trình tiếp theo. Một lần nữa thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chuyến hành trình tiếp theo.